Bác sĩ. Khôi là một bác sĩ mới ra trường. Y tá, điều dưỡng. Ngọc làm y tá ở bệnh viện Việt Pháp. Dược sĩ. Bà Mai rất tự hào vì con gái của mình là dược sĩ. Nha sĩ. Chồng của Hà là một nha sĩ. Bệnh nhân. Khanh đã mở phòng khám tư được 2 tuần, nhưng chưa có một bệnh nhân nào. Người nhà bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân cần phải ký giấy đồng ý trước khi phẫu thuật. Bệnh viện. Phương làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện công. Chợ Rẫy là bệnh viện công lớn nhất ở Sài Gòn. Bệnh viện tư. Khám bệnh ở bệnh viện tư tốn rất nhiều tiền. Nhà thuốc. Tiệm thuốc. Nhà thuốc của bệnh viện thường nằm ở tầng trệt. Phòng khám tư. Phòng khám tư của bác sĩ giàu kinh nghiệm thường đông đúc bệnh nhân. Đi khám bệnh. Đi khám bác sĩ. Nó không thích đi khám bệnh. Đi khám răng. Một trong những thứ nó ghét nhất là đi khám răng. Máu. Nam đi hiến máu hàng năm. Nhóm máu. Khải không biết nhóm máu của mình là gì. Xét nghiệm máu. Cổ đi xét nghiệm máu sáng nay. Bệnh. Tony chưa bao giờ bị bệnh. Bệnh cúm. Lan bị cúm nên sáng nay cổ không đi làm. Bệnh tim. Bệnh ung thư. Đau. Tùng thích ăn kem vào mùa đông nên nó thường xuyên bị đau họng.
đau tim, đau đầu, đau bao tử, đau răng, xe cấp cứu, xe cứu thương. Sam gọi xe cấp cứu, nhưng gọi nhầm cho 113. Phòng cấp cứu. Hương làm việc ở phòng cấp cứu từ năm 2000. Phòng hồi sức. Michael được chuyển đến phòng hồi sức sau khi mổ. Hết bệnh, khỏi bệnh, hồi phục. Annie đã khỏi bệnh sau một tuần điều trị. Sức khỏe. Bà Bảy hay nói giữ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của bà. Thuốc. Uống thuốc. Bác sĩ nói nó uống thuốc mỗi ngày 2 lần. Tiêm thuốc. Chích thuốc. Bé Na không bao giờ khóc khi đi chích thuốc. Nhập viện. Tom phải nhập viện vì sốt cao. Nằm viện. Tom phải nằm viện 1 tuần. Xuất viện. Tom đã xuất viện sáng nay. Bảo hiểm y tế. Tom không có bảo hiểm y tế, nên nó phải chi trả toàn bộ viện phí.